Xin chào các bạn, và bây giờ thì chúng ta đến ngay với mẫu Nissan Terra, một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với thánh Toyota Fortuner tại thị trường Việt Nam. Mẫu Nissan Terra này được lấy cảm hứng và những ngôn ngữ thiết kế khá nhiều từ người anh em Navara, đặc biệt là phần đầu xe lưới tản nhiệt, ngôn ngữ thiết kế V-Motion. Đèn pha cũng vậy, đèn pha cũng khá giống với cả mẫu Nissan Terra. Đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù là bóng halogen. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến phần ngang của xe. Phần ngang của xe có thể nói là cái bộ la răng của Terra này khiến cho tôi cảm thấy thích thú, thật sự là thích thú, và thấy nó rất là cứng cáp, khỏe mạnh, và có một số những cái chi tiết làm cho tôi thích so với cả những đối thủ ở trên thị trường hiện nay. Lốp thì được trang bị lốp Bridgestone. Thông số lốp của chiếc xe này là 255/60, và bộ la răng là bộ la răng 18 inch. Đây, bệ bước này thì có cái nét nhang nhác giống với cả chiếc Navara, người anh em mà sử dụng chung khung gương Navara. Đèn xi nhan này, Nissan, những cái nét rất là đặc trưng của Nissan. Camera 360 độ nằm ở dưới gương. Ở phần thân xe thì Nissan Terra có từ cái cửa ở hàng ghế thứ hai này kéo xuống dưới phía sau, phía đuôi thì có một cái phần gồ lên, trông rất là cứng cáp và khỏe mạnh. Các bạn đang thấy đây chính là cái phần đuôi xe của Nissan Terra. Nissan Terra thì sở hữu một cái phần đuôi xe nó mang một cái tính chất là đơn giản và nam tính. Nó không có cái sự kiểu màu mè hoa mỹ hay là có những đường nét gì đấy nó uốn lượn, mà nó rất là nam tính và khỏe mạnh. Các bạn có thể thấy ngay cái cụm đèn hậu này. Cái cụm đèn hậu nếu mà chúng ta nhìn trực diện vào thì chúng ta thấy là nó khá to và góc cạnh. Bên trong thì có cái dải đèn LED đỏ buổi tối đây. Ngay cái dải đèn LED này thì chúng ta cũng sẽ thấy được có cái phần móc câu ở đầu đây, kéo dài sang bên này, khá giống với cả cái đèn LED định vị ban ngày ở phần đèn pha của xe. Ở đây thì có logo dòng chữ Terra, và cái chất liệu của cái ốp này nó cũng là chất liệu sần sần nhám nhám, màu bạc. 4 cảm biến, camera lùi và ốp cản dưới. Hay, có một cái điểm này hay này. Nếu như các bạn để ý cái mẫu Toyota Fortuner, thánh Toyota Fortuner ấy, thì cái phần lốp dự phòng này bao giờ cũng hơi bị hở xuống phía dưới một chút. Thế cho nên là khi mà chúng ta nhìn từ phía sau ấy, nó không được thẩm mỹ. Nhưng mà cái mẫu Nissan Terra này đã khắc phục cái nhược điểm này ngay lập tức ở trên những cái mẫu SUV 7 chỗ hiện nay. Đó là cái phần ốp của cản sau này đã che hoàn toàn đi cái lốp dự phòng ở phía dưới gầm. Và cái phần nhựa đen ở đây còn được làm dập cái chi tiết giả carbon rất đẹp. Cái này chỉ là nhựa thôi, nhưng mà cái phần giả carbon mà khi chúng ta cạo cái móng tay của chúng ta vẫn còn thấy được cái vân carbon, cái vân giống như vân carbon ở đây. Đây, ống xả to. Nói chung là về phần thiết kế và phần hoàn thiện thì chiếc Terra này tôi đánh giá cao, bởi tất cả những cái chi tiết đều được làm rất tốt. Ngay cả đến cái phần chuyển giữa nhựa trắng và cái phần carbon ở đây này, cái đường chỉ chuyển ở đây, họ làm rất là thẳng và không có một cái sự lem một chút nào cả. Đấy, thẳng tưng luôn, thẳng tắp luôn đấy. Mẫu Nissan Terra này có chiều dài lớn hơn mẫu Toyota Fortuner là 90 mm, rộng hơn 10 mm, và trục cơ sở dài hơn 105 mm. Và ngay bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng vào ngay với hàng ghế thứ 3 để xem mẫu xe này có được cái vị trí hàng ghế thứ 3 ngồi dành cho người lớn thoải mái hay không. Đối với mẫu Nissan Terra thì chúng ta có hai cách để gập cái hàng ghế thứ 2 này xuống để chúng ta di chuyển xuống hàng ghế thứ 3 dễ dàng. Đó là gập một chạm vào đây, hoặc là một nút ở trên cần số. Mặc dù là được gập một chạm nhưng mà Nissan Terra hàng ghế thứ 2 là vẫn có thể kéo lên và đẩy xuống để tạo không gian tốt cho người hàng ghế thứ 3. Bây giờ tôi sẽ đẩy hết cái hàng ghế thứ 2 này xuống để xem người hàng ghế thứ 3 như nào nhé. Cũng bất ngờ đấy các bạn ạ. Đây, như bạn thấy thì tôi đang đẩy hết cái hàng ghế thứ 2 này xuống và đầu gối của tôi đã chạm vào lường ghế thứ 2. Nhưng mà ở cái hàng ghế thứ 3 này thì cái phần sàn của Nissan Terra khá cao, thế cho nên là chúng ta buộc phải lùa chân vào gầm của hàng ghế thứ 2 thì chúng ta mới có thể để chân thoải mái được. Nhưng mà có lẽ chúng ta vẫn có thể tạo thêm không gian nữa cho hàng ghế thứ 3 bằng cách đẩy cái hàng ghế thứ hai lên một chút này. Đầu gối ngồi rất thoải mái. Phần tựa lưng ghế cũng vậy. Phần tựa lưng ghế chúng ta có thể điều chỉnh hai nấc và tôi đang để cái nấc ngả nhiều nhất. Thật sự là với cái lợi thế là dài hơn Toyota Fortuner 105mm chiều dài cơ sở thì Nissan Terra thực sự đã cho tôi một cái cảm giác, một cái không gian hàng ghế thứ ba khá tốt. Bây giờ tôi sẽ lên cái hàng ghế thứ hai này nhá. Vợ nó gọi đấy. Anh vừa ngồi cái hàng ghế thứ hai của chiếc Terra mới là anh thấy thế nào anh? Cao thoáng, con này ngồi thực tế là riêng dòng con xe này ngồi đường dài là không cảm giác mệt mỏi. Thích đúng không anh? Ghế này nó quan sát được hết tất cả phía trước. Rồi. Em thì em đang thấy là cái Nissan Terra này là từ cái hàng ghế thứ nhất này sang hàng ghế thứ hai và ghế thứ ba đang thiết kế theo kiểu không kiểu ghế giảm hát đấy, giảm hát. Và cái phần lưng ghế này em thấy nó rất là dày này. Ngồi mà em vừa ngồi thử ở bây giờ em có thể nhờ anh ngồi đây xong em ngồi thử sang ghế thứ ba xem nào. Thoải mái luôn. Thoải mái nha. Anh đóng giúp em cái cửa vào xem là ba anh này ngồi người to này có vướng không ạ? Có vướng không anh, vướng không? Ngồi đánh bài được. Ngồi đánh bài được. Bao quảng cáo, bao diễn viên. Được không anh? Thằng ghế thứ hai nó có được không? Ngồi đằng sau này. Nhưng mà ở đây là không có cái tỉ đầu. Đây là giống cái gối đầu này. Đúng rồi. Thiếu. Cái này hơi thiếu. Mình ngồi đằng sau có chặt lắm không? Không, đây anh ơi, chắc anh xuống đây thử luôn. Em ngồi sau ok mà. Thật sự là nếu mà so với các cái mẫu xe cùng phân khúc thì con này ngồi sau ok đấy, ổn. Từ cái phần lưng ghế cho tới đầu gối đây, đầu gối em vẫn để rất là thoải mái. Chạm đầu. Đúng rồi. Dòng xe khác nào chỉ sóc cái vắt chạm đầu. Cái bán xe cũ này không chạm đầu. Cái ngồi ổn. Em nặng hơn 70 cân, cao 1m75. Con này được cái 3 hàng gió, 3 cửa gió cho từng hàng ghế. Chiếc xe này ấy, cái trần này không làm lõm như những cái con khác nhưng mà được cái là không cái khoảng không gian này tốt. Không gian tốt lắm mấy em nhìn này. Đấy. Mình sẽ làm cho... Con này là ở trên đây là 4 cửa gió điều hòa này, 2 dưới 2 trên này này. Con này thoải mái. Hàng ghế thứ hai này ngồi cũng ổn này. Vâng, đúng rồi anh ạ. Thật ra là cái lưng ghế này em ngồi rất thích này, cái lưng ghế này anh ngồi anh thấy rất là êm này. Nó không bị có cái khung nó tì ở lưng ấy. Dày dặn. Chờ mỗi giá ngon nữa thôi là được rồi. Đây. Chiếc vô lăng quen thuộc trên Nissan Navara. Chiếc xe của anh Hùng xe cỏ mà hàng ngày tôi vẫn cầm lái. Với không gian của cái bảng tablo và tất cả những cái chi tiết hay những cái bố trí, bố cục của bảng tablo này thì giống tới 99,99% trên mẫu xe Nissan Navara. Từ vô lăng cho đến cái nút điều khiển. Duy chỉ có khác là chiếc Nissan Terra này đang được trang bị một màn hình cảm ứng khá lớn. Tiếc là chúng ta chưa có chìa khóa để có thể bật cái màn hình này lên để kiểm tra cụ thể xem những cái thông tin mà màn hình này hiển thị cho người chủ sở hữu. À, tôi tìm được một điểm khác rồi các bạn ạ. Các bạn có thể thấy đây là điểm khác biệt ở trên mẫu Nissan Navara. Núm xoay cầu, chuyển chế độ cầu. Một cầu, hai cầu và hai cầu chậm, hai cầu nhanh. Khóa bi sai, hỗ trợ đổ đèo xuống dốc. Đây là hai cái núm, hai cái phím công tắc mà có thể sử dụng để gập nhanh hàng ghế thứ hai. Chỉ cần một cái lẫy gạt là ngay lập tức hàng ghế thứ hai đã được gập xuống để tạo không gian cho hàng ghế thứ ba. Màn hình là màn hình 10,5 inch các bạn ạ. Màn hình rất lớn. Và Nissan Terra thì đã được Nissan trang bị cho xe. Đây là camera hành trình đấy các bạn. Rất tiện phải không ạ? Gương thì gương chống chói tự động và được tích hợp hệ thống camera 360 độ ở trên gương này luôn. Rất tiếc là không hiểu sao lại không được trang bị ở màn hình trung tâm mà lại được trang bị lên đây. Có thể là Nissan muốn hướng tới cái sự tiện dụng dành cho người dùng khi một mẫu xe to lớn như thế này mà di chuyển ở trong những cái cung đường như là trong nội đô thành phố hoặc là trong những con ngõ hẹp thì ngoài việc chúng ta có thể sử dụng cái gương này để quan sát phía sau thì chúng ta có thể chuyển sang chế độ camera 360 độ để quan sát phía sau và cả hai bên luôn. Gương ở hai bên thì đều có cảnh báo điểm mù. Bề tí tay, tất cả những cái trang bị xung quanh đây thì đều giống hệt với cả mẫu bán tải Nissan Navara. Nhưng mà duy là cái điều mà tôi thích nhất ở trên mẫu xe này chính là ghế. ghế ngồi của mẫu xe này. Khi mà mở cái phần cốp này ra thì ở trên Terra được trang bị cái chế độ set cái phần nắp cốp này. Nếu như chúng ta mở cao như này, chúng ta giữ vào đây, sau tiếng tít rồi thì khi chúng ta mở lần tiếp theo thì cốp sẽ lên đúng vị trí này mở. Còn với những người thấp thì chúng ta có thể set tầm ngang như này để lần sau chúng ta có thể với tay lên và đóng cái cốp dễ dàng hơn. Nhưng mà khi bấm vào đây thì cái sự phản hồi của cái phần motor này hơi chậm. Vâng. Và chúng ta sẽ cùng khám phá cái khoang để đồ. Nhưng mà cái hàng ghế thứ ba của Nissan Terra các bạn chú ý này, là khi chúng ta kéo lên mà nếu mà muốn điều chỉnh cái lưng ghế này ngả thêm ra nữa thì không thể nào sử dụng cái dây này được, mà sử dụng một cái dây ở dưới đây. Cái dây này chỉ có nhiệm vụ là để kéo lên thôi, chứ chúng ta không thể điều chỉnh được. Dùng kéo đây. Khi mà ngửa hết cái hàng ghế ra như này thì chắc là các bạn sẽ để được khoảng 2 cái vali cỡ cabin ở đây và 2 cái túi sách vừa hoặc ba lô thôi, không thể để thêm nhiều đồ nữa. Đây thì có một cái ngăn cốp phụ, chúng ta để những cái đồ vừa phải, cái bộ kích hoặc là phần bơm tự động sử dụng điện 12V. Và khi chúng ta gập cái hàng ghế thứ ba xuống thì rõ ràng là Nissan Terra tạo cho chúng ta một cái mặt phẳng và sẽ chứa được khá nhiều đồ. Hiện tại thì bây giờ tôi đã có một cái bảng tạm tính về mức giá của chiếc Nissan Terra và tôi sẽ nhờ anh, xin lỗi anh tên là gì ạ? Anh Dũng. Anh Dũng sẽ tư vấn cho chúng ta về các phiên bản cũng như là mức giá của mẫu xe này nhé. Thì ở đây hiện tại thì vào cái đợt điện này á, thì nhà máy nó sẽ công bố hai phiên bản là phiên bản nhà máy Nissan, vâng. Dạ, đúng rồi, là phiên bản Terra máy xăng 1 cầu số tự động và Terra máy xăng 2 cầu số tự động. Vâng. Thì còn cái giá mà máy dầu hiện tại thì đây đang tạm tính thôi chứ thực sự đây chưa phải là giá chính thức. Vâng vâng. Đợt này nó chỉ về hai phiên bản thôi. Thì một máy xăng 1 cầu á thì giá nó là 1 tỷ 026 triệu. Đúng rồi. Vâng. Còn máy xăng 2 cầu thì 1 tỷ 226 triệu. Vâng. Còn ở đây thì nó đang tính theo các mức khung thuế hiện tại của thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng. Dạ. Nếu mà tính theo mức khung thuế hiện tại của thành phố Hồ Chí Minh, khi mà ra biển mẫu xe Nissan Terra này máy xăng 1 cầu sẽ là 1 tỷ 160 triệu. Đúng khoảng rồi. Đó. Đúng rồi. Và bản máy xăng 2 cầu sẽ có mức giá là 1 tỷ 338 triệu. Đúng rồi chị. Rồi. Dạ. Vâng, cảm ơn anh. À, các bạn sau một hồi cùng tôi đi tìm hiểu chiếc Nissan Terra thì các bạn thấy sao về mẫu xe này? Các bạn cũng đã được biết cái mức giá mà nhà sản xuất tạm tính vừa đưa ra. Thì các bạn nhớ comment ngay phía bên dưới cái video này và đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.